À, chủ đề hôm nay à, david sẽ nói về inflation nếu quý bạn mở lên những headline news những tin tức à, gần đây thì quý bạn có thể đã nhìn thấy họ nói rất nhiều về à, inflation lạm phát thì david này sẽ nói về lạm phát làm sao và theo con mắt của người đầu tư mình phải cài làm những cái gì trong cái thời điểm lạm phát này để cho những đầu tư của mình được thăng hoa nhiều hơn à, quý bạn nhớ theo dõi đến phút chót để biết à, một chút xíu thêm à, những kiến thức để mình áp dụng cho cuộc sống của mình. David là một broker địa ốc trong uh, miền Nam California uh, khoảng chừng 20 năm nay. Uh, trước khi vào chủ đề, quý bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe channel của David nhé. Đây là một số tin đức uh, tiêu biểu về uh, lạm phát. Thì theo Hiệp hội uh, National Association of Homebuilders Hiệp hội những người uh, xây dựng nhà họ đã nói là từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 mới cho vẹn một năm thôi cái giá mà để cái gỗ để xây nhà một căn nhà đã tăng lên 24.000. Cũng như vậy thì giá của thép steel từ năm 2008 đến bây giờ đã tăng từ 200 đồng một tấn lên thành 1.270 đồng một tấn. Vậy là tổng cộng là tăng trên 600%. Theo tờ điển thì là inflation là general increase in prices and falling purchasing value of money. Hoặc là nói nôm na là đồng tiền mất giá. Đây là biểu đồ của lạm phát từ tháng 4 năm 2020 đến bây giờ. Quý vị bạn có coi đó nó tăng từ 0.3% lên 2.6%. Có nghĩa là 1 đồng trong nhà băng à, bây giờ mình đã mất 2 sen rồi còn 8 à còn 98 sen thôi. Theo dự đoán thì trong những tháng 5 và những tháng sắp tới à mức lạm phát còn tăng lẹ hơn nữa, họ nghĩ trong tháng 5 sẽ tăng là 3.8% và có thể à trong mùa hè À, số lạm phát sẽ tăng vọt lên cao. Là một người đầu tư mình phải khôn ngoan hơn và mình phải biến cách nào để bảo vệ cái số tiền à, tài sản của mình, mình có. Nếu quý bạn để trong ngân hàng thì số tiền càng ngày càng mất giá. Ngược lại, nếu quý bạn mà tính toán à, hay quý bạn có thể nhân cơ hội bị lạm phát này có thể thay đổi cái cách mình đầu tư để cho mình à, à, thăng hoa cái tài sản của mình. Thì David sẽ nói về bốn à, thứ, đó là vàng, commodity, à chứng khoán, stocks, uh, trái uh, uh, trái phiếu là bonds và địa ốc real estate. Trước khi đi vào chi tiết của từng phần, để viết nhắc lại là David không phải là investment uh, advisor, cho nên mọi cái uh, dự định đầu tư của các bạn, các bạn luôn luôn phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mà mình đầu tư vào một thứ gì. Một khi lạm phát xảy ra, chứng khoán là một trong những cái uh, loại tài sản mà người đầu tư rất thích để hedge again chống lại cái lạm phát. À, công ty khi mà lạm phát xảy ra họ có quyền, họ tăng những cái giá sản phẩm của họ lên thì bởi vì họ tăng cái đó giá lên sản phẩm, người tiêu dùng phải trả lại à, mua đồ mắc hơn cho nên công ty có thể làm lời hơn. Chính vì đợi người đầu tư vô chứng khoán có thể hedge again chống lại cái lạm phát đó. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái chứng cái giá của chứng khoán thì hơi quá cao cho nên đầu tư vô chứng khoán cũng có một cái độ nguy hiểm à, rất là cao. Quý bạn phải cẩn trọng loại tài sản thứ hai đó là bonds hay là trái phiếu à, khi mà nói về trái phiếu thường thường mình nói về uh, us Treasury Bond, uh, những công trái bị phiếu của nước mỹ và trong nếu mà nói về uh, lạm phát thì nước mỹ cũng có một loại gọi là tips uh, tips nó uh, là cái công trái phiếu chuyên để chống về lạm phát uh, họ dùng cái mức lạm phát uh, ví dụ là 2%, thì công trái phiếu đó có thể cộng thêm 1 phần uh, tư cho những người mua công trái phiếu đó cho nên lúc nào những người nào mua công trái phiếu đó cũng uh, go uh, be ahead uh, thắng được cái cái lạm phát một chút xíu. Uh, nhưng mà cái vấn đề của bên trái phiếu hiện tại bây giờ là là cái sự không biết tiền lời của bên trái phiếu thì quá thấp. 10 uh, year treasury có một trăm mấy. Uh, 30 năm treasury cũng rất là chứng chỉ là hai trăm mấy, cho nên cái độ rủi ro uh, của bên công trái phiếu theo David cũng rất là cao loại tài sản thứ ba là Commodities, vật liệu à, vật liệu đây có thể nói là à, gas à, xăng dầu à, hoặc là như là diamond hay là lumber gỗ mọi thứ nhưng mà à, người việt nam của mình nó thường thường là mình chuộng về vàng hơn cho david sẽ tập trung nói về vàng thì một à, cái, cái basic material nó nói chung nó cũng sẽ tăng theo cái 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 cái, cái mức lạm phát hoặc đôi khi nó còn tăng nhiều hơn nữa cho nên À, đầu tư vô à, vật liệu hay là vàng có thể là một cách hữu hiệu để chống lại cái cái mức lạm phát. Loại tài sản thứ tư David muốn nói tới đó là địa ốc real estate. À, trong khi mà lạm phát xảy ra, thì những người đầu tư là chủ phố, thì họ cũng có quyền khi mà lạm phát xảy ra, à, cái đồng lương tăng lên, thì người chủ phố cũng thường thường tăng cái cái mức cho thuê lên. Chính vì vậy, à, những người chủ phố có thể à, chống lại các lạm phát bởi vì mình luôn luôn mình có 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 quyền hay là mình có có cái những cái flexible cái uyển chuyển để mình chuyển đổi những tiền ren như nào để mình chống lại các lạm pháp theo quan sát của david thì thị trường uh, chứng khoán uh, trái phiếu và địa ốc hiện tại là có thể là đang trong đỉnh cao cho nên cái độ rủi ro nó khá cao uh, chỉ còn loại vàng theo năm vừa rồi thì đã cao nhưng mà hiện tại bây giờ năm nay tương đối giá vàng còn tương đối thấp thì David nghĩ là vàng có thể là một trong bốn cái loại tài sản đó vàng là một trong những cái mà David thấy có uh, tiềm năng hơn. Quý bạn nghĩ sao? Rất mong là quý bạn đã có thêm một vài uh, kiến thức hay là tìm hiểu biết thêm về lạm phát và áp dụng lại cho những uh, thương vụ đầu tư của quý bạn. Chúc quý bạn nhiều may mắn. Nếu quý bạn nào chưa subscribe to channel của David nhớ ấn cái nút subscribe hoặc là nếu uh, có uh, ý kiến đóng góp nhớ cho david uh, comment below nha uh, kính chào quý bạn và hẹn gặp quý bạn trong những video tới